Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là hai con cái sinter các bạn. Hai con cái sinter mẫu đẹp nha. Đây con đầu tiên nè. Sinter khú nè. Rúng chiền nè. Chân móng sò. Chân trước, chân sau, móng sò, kiền khú. Ở rúng chiền nè các bạn thấy không? Yếm dày nè. Sải mặt, sải lưng con này nghiêm chỉnh đó các bạn. 12 tháng tuổi nha. Đó. Chân móng sò, xương thì cối lớn. Lông đuôi thì một chùm này các bạn. Lông đuôi thì một chùm. Đó. Đóng cây đuôi cực kỳ đẹp này các bạn không. Lông đuôi thì một chùm, xương thì cối lớn, chân móng sò hẳn băng. Đó, bò này tầm 12 tháng tuổi, yếm dày, sải lưng nè. Đó, sải lưng, sải mặt đồ nghiêm chỉnh các bạn. Không lan, không giá, không điểm chỗ nào nha các bạn, quyền bò nha. Cái sinter tầm 12 tháng tuổi, giá là 17.500.000 các bạn, 17.500.000 nha. Ăn uống đồ rất giỏi nè các bạn. Con này anh em nuôi sau này lên cái mẫu đẹp nè, chân móng sò kiền khú nè các bạn không, chân trước chân sau hẳn băng, này vú nè, rúng chiền nè, từ vú tới yếm nè. Đó, chân móng sò hoàn thiện hết, lông đuôi một chùm, không lan không giá không điểm chỗ nào hết các bạn. Đồ cằn cảnh anh em thấy luôn. Cái sinter 12 tháng tuổi. Cao 1m2 bò nè các bạn. 12 tháng tuổi cao 1m2 bò. Đó, cái sinter thì cao 1m2 đít nè. Đít nè các bạn. Đít cao 1m29. Cái sinter 12 tháng tuổi cao 1m2 bò, đít cao 1m29. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết, không lan giá các bạn, quyền bò. Rúng chiền yếm dày, lưng thẳng, cao 1m2 đến cao 1m29. 12 tháng tuổi, giá 17.500.000 các bạn. Đó, cái sinter này giá 17.500.000. Đó, các bạn thấy không? Yếm dày cùi à, rúng chiền quyền bò. 17.500.000 12 tháng tuổi các bạn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó các bạn thấy không, sẽ mặt sẽ lưng rồi nghiêm chỉnh nè. Rúng rúng chiền 12 tháng tuổi. Đó, cái sinter xương cối lớn. Đó, quyền bò không lan giá. Cao 1m2 bò đến cao 1m29, 12 tháng tuổi. Giá là 17.500.000. 17.500.000. Con tiếp theo, con này là 11 tháng tuổi nè các bạn. Chân kiền khú luôn, không lan giá nè, yếm về cùi các bạn. 16 triệu nha. Con cái sinter này chủ bố giá là 16 triệu. Thấy đúng à, rúng dài yếm dày nè. Ăn uống rất giỏi, lông đuôi một chùm. Chân móng sò kiền khú, chân móng sò kiền khú các bạn. Yếm gì vậy cui, lông đuôi một chùm. Sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Sẽ mặt sẽ lưng nè, sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh sẽ mặt nè. Lưng thẳng. 11 tháng tuổi, 16 triệu. À, hai con cái sinter này con nào anh em nuôi sau này lên mẫu cũng đẹp hết, vú đều ro hết các bạn thấy không, chân móng sò hẳn băng nè, lông đuôi thì một chùm, cái sinter xe mặt xe lưng nè nghiêm chỉnh hết các bạn, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, cái sinter này chủ báo giá là 16 triệu nha các bạn, 16 triệu. Đó, rúng yếm sái tích đồ nghiêm chỉnh hết, không lan giá nha. Quả đen yếm gì cùi, đồ cằn cảnh anh em thấy luôn. Đây 11 tháng tuổi nha, cao 1m15 bò nè. Đó, cái sinter cao 1m15. Đó, cao 1m15 đít nè, cao 1m15 bò, đồ ngay giữa lưng, đít cao 1m23. 11 tháng tuổi, sải tích nghiêm chỉnh, hoa đen, không lan giá. Lông đuôi một chùm, chân móng sò, kiền khú, yếm dày. Đó, không lan, không giá, không điểm chỗ nào hết các bạn, quyền bò hết nha. Giá là 16 triệu cái sinter nha các bạn, 16 triệu. Yếm về cui luôn các bạn ha.
đòn dài, sườn cối lớn, 11 tháng tuổi, giá 16 triệu, cao mét 15 bò, đít thì cao mét 23, cao mét 15 bò, đít cao mét 23, 11 tháng tuổi, giá là 16 triệu cái sinter này các bạn, 16 triệu cái sinter này nha. Ăn uống được các bạn không, nít ăn nít uống rất giỏi nha, giá là 16 triệu. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại cái sinter, chủ báo giá là 16 triệu, 11 tháng tuổi, cao mét 15 bò, đít cho mấy thêm 3.